Xin chào tất cả anh em nha. Thì nói chung bữa nay em đánh được cũng được mấy con này anh em. Để em quay thành quả cho anh em xem nha. Đánh được hàng le le lại mấy con chim này anh em. Với lại có cái con chim này bự lắm anh em mà không biết con chim gì. Thế anh em nào biết cho em xin cái tên đó. Mấy nhát họ ướt mềm hết rồi em, ướt hết rồi. Thành quả đêm nay nè anh em. Được hai lê lê, một cúm núm. Với lại bốn nha kho nha. Chung đêm nay về cũng ổn anh em. Nếu đêm nay về là ngon rồi, thấy cũng được. Hai lê lên cũng núm bốn nha kho. Thành quả đêm nay anh em. Rồi nói chung là cái cặp lê lê này là em thấy hôm qua em đi ra ngoài đó là em thấy nó bay tới nó ăn ở cái ống nước đó, mà chắc cặp này nó chuẩn bị sinh sản rồi anh em, nên là nói chung là nó đi đôi với nhau nè, chuẩn bị tháng 7 này nó đẻ nè. Rồi em thấy nó ăn ở đó, bắt đầu tối em đi làm về 7 giờ mới ra cai mới về, rồi em đem lưới đem đánh anh em. Nói chung tối mở lo thì nó không có dính. Mà sáng ra thì ra là thấy nó dính rồi anh em, treo toàn ten hết. Còn này cũng đúng, này dính cái tay lưới hoài. Và nói chung là trong khi mà dính hai con này thì em thấy cũng còn một cặp nữa, nó bay đảo qua đảo lại, nó bay ở trong bình đó. Chung về là em rồi. Rồi anh em cho em xin ý kiến cái con chim gì anh em, tối nó dính lưới là tối á, mà nó bay dưới lưới mà nó rách lưới luôn nè, to ghê.
chim đen đó nè, to tà bá luôn mà biết con chim gì. Anh em nào biết tên con chim này cho em xin cái tên đó nha anh em, tại em đó giờ mới đánh dính nó, em cũng không biết là con chim gì. Chà bá luôn em, nghĩ cái chân của nó mà nó đứng mới có nửa cái chân nó mà mới có nửa cái lòng mà mới hết cái lòng mà đứng nửa chân à, còn khúc dưới nữa, chà bá luôn, cái mỏ thì quán luôn. Con này nặng lắm em, phải mấy ký, thấy cái mỏ nó không cũng ớn à, mà con này nó dữ lắm, tôi nó cắn bạch 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 hết. Chung đó giờ em cũng mới thấy con này được, giờ đó giờ chưa thấy không. Thì thôi em xin kết thúc video tại đây nha anh em. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha.